Đây là trận chiến giữa Long Kỳ, Một Kỳ và Quyền Hải Phòng, 12m. Còn bên kia là Tài Nhỏ và Chuối. Trận đấu rất kinh khủng giữa Âu Lưu, giữa miền Nam và miền Bắc gặp nhau. Nhưng vì lý do kỹ thuật không có video cho các bạn xem, mong các bạn hãy thông cảm về điều này. Có thể nói là đây là trận chiến siêu kinh điển. Siêu kinh điển nha các bạn. Đây là kèo chế tiếp tục nha các bạn. Quyền cầm cái két bia Hà Nội màu vàng, một cái két sân 6,5m. Còn bên kia Tài và Chuối sân 12m 1 kg. Kèo này trước đây cũng tại sân này là Quyền cầm cái bàn 5,75m và Quyền đã thắng dễ dàng trước Tài và Chuối. Còn lần gặp lại này, cái két bia này sẽ như thế nào? Quyền sẽ vào bờ an toàn hay là Chuối và Tài sẽ tiếp tục? Các bạn hãy chờ xem trận chiến giữa Tài Nhỏ và Chuối sân đại dương mênh mông và mênh mông nha các bạn. Hai bên cánh gà luôn nha, 12 mét dài, nói chung là lung tung sờ bật. Còn bên đây là Nam Bự 3,7m. Lúc trước là Nam Bự 4m đã bỏ súng đầu hàng rồi nha các bạn. Còn đây là Nam Bự 3,7m nha. Cuộc tái đấu lại lần này sẽ như thế nào? Nam Bự sẽ vô bờ với anh em Hải Phòng hay ra bờ an toàn? Chỉ có Nam Bự là người quyết định được thôi. Ông vua Long Kỳ đang xuất hiện tại sân Chuồng Bò, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, đường An Hội, Lê Đức Thọ. Hiện tại bây giờ ông vua Long Kỳ đang canh liêm trên Nam Bự. Trận đấu giữa Tài Nhỏ và Chuối. Nam Bự 3,7m. Lại là Nam Bự, quá tuyệt vời. Lại là Nam Bự, có một pha quá hay. Thật sự Nam Bự đã tiến bộ qua từng ngày các bạn ạ. Sau khi trận tái đấu này, đây là Nam Bự. Tỷ số tại giờ là 1-2. Lại là Chuối vừa tự sát tiếp tục. Hả? Hai đều. Em đang mấy? Hai đều. Em đang 7 hả? Người ta bây giờ Long Kỳ đang đứng canh liêm cho Nam Bự nha các bạn. Anh bị trao hộp rồi. Tỷ số tại giờ là 2-2. Bi bi. Không ngoài, không ngoài. Long đang canh liêm. Bóng lại ngoài. Tài Nhỏ vừa đánh bóng ra ngoài trong gang tấc. Tí tách. Ba hai nghiêng về cho Nam Bự. Bên kia là Quyền, bên góc xa xa bên kia là Quyền đang canh liên. Còn bên đây là Long. Quyền và Long đang canh liên cho Nam Bự. Và cú bóng quá hay của Chuối. À, không. 16 điểm tới nha các bạn. Kèo này rất thể lực nha. Có lẽ như Nam Bự hôm nay chạy rất tốt các bạn ạ. Có Nam gì? Lại là Chuối tự sát tại Nam Lạc. Lại là Chuối tự sát tại Đông Lạc. Còn nhiều nữa đó. Gì? Còn nhiều nữa đó. Long thì ta bây giờ đang đứng canh liêm rồi cho mà cho Nam Bự được ngoài. Còn nhiều nữa đó. Đánh chín đi. Còn bên đây là góc xa xa, bên kia là Quyền. Quyền và Long, hai người hai góc canh nhau cho Nam Bự.
qua bên ngoài có 9 triệu thôi.